Trời ơi, mà không bò dưới đó được con à. Mày có bò được. Bự cái này con vô được chứ mẹ ra vô được. Body is almost vertical. So you can see that as he rotates, he has very fine control of his flight movement. Okay, keep going. He's hovering, rotating, and chơi mấy chỗ này không sao.
by other kids. He's like, yay! Playing with someone. Quay hết cả người luôn nha con.